Năm 2020, Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã tích cực chủ động xây dựng chương trình hành động theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tuân thủ đường hướng hoạt động của giáo hội, từ đó góp phần giúp đồng bào Công giáo đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 giáo họ được cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung, hai giáo xứ đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ thành lập. Trong năm, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục triển khai nội dung phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo. Năm 2021, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt xây dựng các phong trào thi đua sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo năm 2020.